Hoàng Thùy Linh và rapper Denvo khiến dân tình đứng ngồi không yên trước loạt bằng chứng cả hai đang chính thức hẹn hò. Thậm chí đàn gái còn đang mang thai con đầu lòng. Clip quay lén cả hai đi về chung nhà đã nói lên tất cả. Sáng ngày 1 tháng 4, truyền thông trong nước phải thật sự dậy sóng trước thông tin Hoàng Thùy Linh đang mang thai con đầu lòng với bạn trai tin đồn Denvo. Loạt bằng chứng khó chối cãi đã bị netizen vạch trần, lan truyền chóng mặt trên khắp các trang mạng. Theo đó, sau hơn một năm rộ nghi vấn tình cảm, mới đây truyền thông đã bắt gặp Hoàng Thùy Linh và Denvo cùng về nhà riêng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể vào rạng sáng ngày 28 tháng 3, sau khi tham gia sự kiện, Denvo chạy thẳng về nhà chung cư của Hoàng Thùy Linh tại Hà Nội. Sáng hôm sau, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng người trong ekip. Dù trùm kín che chắn khá kỹ lưỡng nhưng không khó để nhận ra Denvo và Hoàng Thùy Linh. Nếu như Denvo dễ bị phát hiện bởi vóc dáng cao gầy đặc trưng, thì Hoàng Thùy Linh tự bóc chính mình bởi loạt phụ kiện quen thuộc như túi xách tay hay đôi dép ưa thích. Không lâu sau đó, cặp đôi di chuyển đến sân bay để về lại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, cả hai giữ khoảng cách di chuyển trước sau để tránh sự chú ý. Sau đó, Denvo và Hoàng Thùy Linh hẹn nhau ở một chỗ rồi cùng lên một xe về nhà riêng của bạn gái tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể nói sau thời gian dài đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của cả hai thì cuối cùng đã có câu trả lời chính thức rằng Hoàng Thùy Linh và Denvo chính là cặp đôi hàng thật giá thật. Tin vui Hoàng Thùy Linh và Denvo là một cặp được nối tiếp bằng tin vui khác, đó chính là cả hai chuẩn bị có em bé. Theo đó, trong đoạn clip bị tóm dính, song ca sĩ Tình để lộ loạt dấu hiệu đang mang thai, dù mặc trang phục rộng thùng thình nhưng có thể thấy vóc dáng của Hoàng Thùy Linh đã tròn trịa hơn. Đặc biệt hơn cả, khi zoom cận khung hình Hoàng Thùy Linh ở sân bay, vòng hai của nữ ca sĩ này đã lớn rõ. Ngay cả tướng đi của Hoàng Thùy Linh cũng khác lạ, trông có vẻ chậm chạp, khệ nệ, đặc điểm của phụ nữ khi mang thai. Lần gần nhất Hoàng Thùy Linh lộ diện trước công chúng là vào giữa tháng 1 tại một buổi lễ trao giải. Khi đó, nữ ca sĩ diện áo dài, form dáng trông đã tăng cân nhẹ nhưng không để lộ quá nhiều nghi vấn đang có tin vui. Tuy nhiên, ở đoạn clip bị bắt gặp đi cùng Denvo, vóc dáng của Hoàng Thùy Linh có sự thay đổi lớn. Cùng với những dấu hiệu rõ mồn một thì có thể chắc chắn Hoàng Thùy Linh và Denvo chuẩn bị lên chức bố mẹ bỉm sữa. Trước đó, vào giữa tháng 1, 2023, một nguồn tin thân cận cho biết Denvo và Hoàng Thùy Linh đã tổ chức lễ ăn hỏi. Khi đến quê nhà của cặp đôi, những người sống xung quanh đều đưa ra thông tin chắc chắn Denvo và Hoàng Thùy Linh đã làm lễ ra mắt gia đình. Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại chưa lần nào xác nhận chuyện tổ chức lễ ăn hỏi, kể cả phủ nhận cũng không. Nhưng đến thời điểm này, người hâm mộ đẩy thuyền cho cặp đôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải ngày đêm soi hình của Hoàng Thùy Linh và Denvo nữa. Vào tháng 9, 2023, tại concert của Hoàng Thùy Linh, rapper Denvo bất ngờ xuất hiện. Đứng cạnh Denvo, Hoàng Thùy Linh gửi lời cảm ơn một người bạn, người anh mà cô vô cùng trân trọng. Cô cũng nhấn mạnh, xin nhắc lại một lần nữa, tôi chỉ có tình yêu dành cho âm nhạc thôi. Đây là lần hiếm hoi mà nữ ca sĩ nói về mối quan hệ với Denvo trước công chúng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây chỉ là lời nói để che giấu.